Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với lại cần câu đây. Đấy, vòng qua bên. Đầu tiên là cái cần này. Mini nha mọi người, mini Club 10. Đấy. Cần này thì khoan đầu bu rồi vẫn còn đây, nhưng mà mình coi như là hư hết nhé. Về mọi người có muốn dùng khoan này thì dùng, không dùng thì mọi người thay khoan tùy mọi người. Cho mọi người dễ mua. Cây này China xuất nhập nha mọi người. Bát vặn này. Đấy, bát vặn nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cần này dài 1m8. Dài 1m8 nha mọi người. Thu vào là 47cm. Đột là 1,7 ly. Cân nặng là 120g. Đây là cái số 1. Số 1 50.000. Số 1 50.000 nha mọi người. Số 2 tiếp tục một cây mini. Đấy. Đầu. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Năm lóng thì những cây mini này mình cũng nói luôn là đây. Khoan rồi đây, nhưng mà mình cũng nói luôn là khoan với lại đầu bu là mình coi như là hư hết. Đấy, mình bán cho mọi người là xem như là hư hết nha. Đấy. Bát vặn này. Kim loại này. Cái cần này thì dài 1m8 đó, 1m75, 1m8 đó. Chắc kéo ra chưa hết, 1m75. Thu vào là 47cm, đột là 1,8 ly. Cân nặng là 140g. Đây này cái số 2. Số 2, 50.000. Số 3, tiếp tục một cái cần mini. Cái cần này đầu bu bị tụt hay sao mà thấy quấn keo vô này. Đây, đọc với nhau rồi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Đây, sáu lóng. Cần này dài 1m8 nè. Đấy, dài 1m8, thu vào là 42cm, đột là 1,8 ly, cân nặng là 180g. Không quên 110g chứ. Cân nặng là 110g nha mọi người. Đây này cái số 3, 50.000. Số 3, 50.000. Số 4 tiếp tục là một cây cần mini 1m8 mini nha mọi người. Đấy. Khoan đầu bu thì mình coi như hư hết. Đấy, còn ok đây nhưng mình coi như hư hết nhé. Đấy. Đọc này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cần này dài 1m8, thu vào là 47cm, đọc là 1,9 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 4. Số 4 50.000. Số 4 50.000 nha mọi người. Số 5. Số 5 là cây cần này. Đấy. 2m4. Đấy, made in Korea, xuất Nhật nhé. Đấy. Cái cần này thì cái đầu bu nó cũng bị hư này. Các cái khoan đồ này mình coi như hư hết đi nha mọi người. Mình coi như hư hết, về mọi người thử thay. Cái gì đó thì thay. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng. Bảy lóng nha. Đấy. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 45cm, đột là 1,7 ly, cân nặng này. Nặng là 120g. Đây là cái số 5. Số 5. 60. Số 6 là cái cần mini này. Đấy. Khoan đầu bu thì mình cũng coi như hư nhé. Cái này còn đây nhưng mà mình cũng coi như hư. Mình bán cho người phôi cần với bát thôi. Đấy.
1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng cần Olympic nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóng. 6 lóng nha mọi người. Olympic Made in Korea xuất Nhật nha. Bát vặn kim loại nè. Cần này dài 1m8, thu vào là 39cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 100g. 110g nha mọi người. Cái này cái số 6. Số 6 70. Số 6 70. Số 7. Số 7 là một cái cần hiệu Ebisu. Ebisu nha. Đây. Khoan đây. Khoan này mình coi như hư hết nha mọi người, mình coi như hư hết. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 7 lóng tất cả. Đây, bát vặn kim loại này. Đấy. Cái cần này dài 1m8, thu vào là 40cm, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số số 7. Số 7 70.000. Số 7 70.000 nha mọi người. Số 8. Số 8 là một cây cần 3 khúc, cần 3 khúc của Olympic nha. Cần 3 khúc của Olympic. Đấy. Cần 3 khúc. Cái này thì cái đọt nó cái đọt của nó bị gãy ngay chỗ này, người ta nối luôn đọt lên đây nha, nối bị dài ra nha mọi người, người ta nối bị dài về mọi người này. Một là người để nguyên như thế này dùng vẫn được ok nhá. Hai là mọi người bỏ cái đoạn nối này đi, người ta bỏ cái đoạn nối. Mọi người tháo cái đầu bu bỏ xuống đây, nó chỉ hụt khoảng cỡ 2-3 phân thôi nha mọi người, 2-3 phân gì đó thôi. Đấy. Đọt của nó nè, đấy. Còn các khoang còn ok. Ba khoang và một đầu u còn nha mọi người. Đấy, khoang. Cần này dài 3m3. Đấy, dài 3m3 nhưng mà người ta nấu dài thêm 5 phân thành 3m35 đó nha mọi người. Thu vào là một đáng lẽ là 1m2 này, nhưng mà giờ là thành 1m25 thì mình cứ để đấy cho mọi người thôi. Đọt của nó là 3,7 ly, cân nặng là 410g. Đây này cây số số 8. Số 8. Số 8. Cây này 90.000. Số 8 90.000 nha mọi người. Đây, số 9 tiếp tục là một cây cần mini. Đấy, cần mini 1m8 nha mọi người. Đấy, khoang rồi thì còn đây nhưng mà mình vẫn xem như là nó hư hết khoang. Đấy. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5. 5 lóng nha mọi người. Đấy. Cần dài 1m8, thu vào 46cm. Đọt là 2 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 9. Số 9 50.000. Số 9 50.000. Số 10 là cây cần này dài 1m65 nhé. 1m65. Khoan đầu bu thì còn đây nhưng mà mình coi như cũng coi như hư hết. Mình tính phôi cần với lại bát cho mọi người thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng nha mọi người. Đấy. Bát vặn móc kim loại này. Cần này dài 1m65, thu vào 43cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 110g. Cái này cái số số 11. Rồi, 4, 6, 8, 9, số 10 cho quay. Cái này cái số 10 nha mọi người. Số 10 50. Số 10 50.
số 11, tiếp tục một cây cần dài 1m8, cần mini nhé. Đấy, thì cây cần này khoan đầu bu vẫn còn đây, nhưng mà mình cũng vẫn là xem như hư hết rồi. Mọi người về muốn thay thì thay, còn muốn sử dụng thì sử dụng nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 5 lóng nha mọi người. Bát vặn kim loại này. Nè, chỗ này hàng nó về nó bị cắn ấy. Nó bị cắn, nó hơi bị dẹp dẹp tới cái chỗ này thôi chứ không ảnh hưởng gì nha mọi người. Không ảnh hưởng gì cả. Cây này cây số đây là dài 1m8, thu vào 46 cm, độc là 1,9 ly, cân nặng là 100 g. Cây này cây số 11. 50.000. 11 50.000. Hai là một cái cần 2m1, khoan này thì coi như hư hết rồi. Đấy, khoan thì coi như hư hết rồi nha mọi người. Đây, đầu 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, cần 2m1, China xuất nhật nha mọi người. Đấy, bát vặn kim loại này. Cây này dài 2m1, thu vào là 54 cm, đột là 1,7 ly, cân nặng là 100 g, cân nặng 100 g nha mọi người. Đây này cây số 12 50.000 luôn, 12 50.000 nha mọi người. Số 13 là một cây cần cái này là của chi ta, giống đài hoa vậy. Đây, cần mini. Ok, khoan này, khoan cầu nhưng mà mình coi như hư nha mọi người. Fuji này, đầu bu Fuji này, khoan chỗ này nó hơi bung thì mình cọc chỗ này lại là ok rồi. Đấy, cầu nhưng mình coi như hư hết. Đây, cần này cần đài hoa nhé, mini đài hoa, cứng 20, dài 1m8, máy tính Korea xuất nhập. Đấy, coi như khoan với đầu bu hư hết nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. 6 lóng, đây. Cây cần này dài 1m8, thu vào là 43 cm, đột là 1,8 ly, cân nặng là 100 g. 100 g. Cây này cây số 13. 80.000. 13 80.000. mười bốn là cây cần 2m1 này, khoan đây, dòng khoan còn ok này. Đấy, nhưng mà mình coi như khoan cũng hư hết. Đấy, tính phôi cần với lại bát thôi, 1 lóng này, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 6 lóng tất cả nha mọi người, 6 lóng. Đấy, bát vặn kim loại. Cần này dài 2m1, thu vào là 47 cm, đột là 1,8 ly, cân nặng là 120 g. Đây này là số 14. Số 14 70.000. Số 14 70.000. Số 15. 15 là một cây cần này, cần này TFR nội địa Nhật đấy. Mới gần này nè, đầu bu nó là rồng rọc nhưng mà chỗ này hình như nó bị nứt nên người ta có gia cố, người ta cột lại rồi này, cứng lắm nha mọi người, cứng ngắt. Nhưng mà mọi người nếu về không thích thì mọi người có thể hạ từ đây xuống đây là mất khoảng cỡ mà 8 đến 10 phân gì đó nha mọi người. Đấy, còn lại khoan bát đồ là ok. Đấy, nhưng mà mình coi như tính phôi cần với bát thôi cho mọi người thôi. Cần này nguyên bản dài 2m này, thu vào là 1m07 này, đột là 5,2 ly, rất là to cho mọi người. Cân nặng là 300 g. Cây này cây số 15. 15 90.000.
15-90 nghìn. Đây, 16 là một cây cần NST. Cái cần NST, cái cần này câu máy ngang này. Cái cần NST 4 khúc nha mọi người, 4 khúc NST này 4 khúc nhé. Đấy, thì mình cũng đây, mình cũng uống thử cái độc cho mọi người xem. Đấy, 4 khúc nha mọi người, 4 khúc. Khoan bát còn ok hết nhé, khoan bát còn ok. Chỉ có là mấy cái chỗ nhựa này hơi bị rưa rưa một tí, về mọi người cắt đi bỏ đây là được nhé, không sao hết, không ảnh hưởng gì nha mọi người. Đây, đây cái này hơi sọc sạch về nhỏ keo rồi tiếp. Đấy, bát vặn kim loại nha. Ok, này cái cần là 4 khúc này dài 5m4, thu vào là 1m rưỡi, 1m rưỡi, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 1 kg, 260 gram, ký 260 gram. Cây này cây số 10 mấy rồi ta, cây này cây số 16 nha mọi người, 16 80 nghìn, 16 80 nghìn nha mọi người. Cây này á, cây này mà mọi người mua riêng cây này mà gói gói vào trong ống á, gói vào trong ống thì tiền ship của cái cây này phải tầm cỡ trên dưới 60 nghìn, trên dưới 60 ngàn tiền ship nha mọi người. Đấy, sơ sơ là hết 3 mét ống, 3 mét ống để gói cái cần này rồi. Tại vì mình gói á, ở nhà mình gói là đồng bộ, dù càng to càng nhỏ gì mình cũng gói bằng cái ống 60. Đây là một cái ống 60 chỉ nhắc được một cái ống này vào. Đấy, một cái thanh này vào thì cái này thanh thứ hai là hết 3 mét ống rồi. Mà tính ra mình tính ra tiền ship cồng kềnh của nó thì khoảng cỡ trên dưới 60.000 tiền ship nha mọi người. Tiếp theo, cái này cũng tương tự này. Cái này là cần trúc nha mọi người, cần trúc. Cần trúc. Đây, cần trúc này thì cần trúc này thì 6 lóng, 6 lóng, cái đọt của nó nguyên bản cũng là đọt trúc nhưng mà nó hư rồi mọi người, đọt trúc nó hư mình vứt luôn rồi. Đấy, mọi người về thay bằng cái đọt đọt đặc á, thay bằng đọt đặc hoặc đọt phíp vào xài cho nó sướng nhé, chứ cái đọt trúc thì lâu ngày nó cũng hư rồi, nó mục nó hư rồi. Còn lại 5 lóng như thế này nha mọi người, 5 lóng như thế này. Đấy, thì cái lóng này cũng khá là dài nhé. Đây, cần này dài đúng của nó là 6m6 này, 6m6 là có cái đồng nữa đấy. Thu vào là 1m3. Thu vào 1m3. Đọt là 2,2 ly là cái đọt trúc đợt trước mình đo, nhưng mà giờ trừ bỏ cái đọt đi rồi, cân nặng là có luôn cái đọt là 680 gram này. Đấy, mình gãy mất cái đọt mình vứt đi rồi nha mọi người. Cây này cây số 17. 17, cây này 70 nghìn. 70 nghìn. Đấy, cây này thì mình nói với mọi người luôn, cây này thì riêng tiền ship của cây này á, bỏ vào mà gói cho mọi người thì cây này cũng trên dưới 60 nghìn tiền ship đó nha mọi người, không phải đùa. Nhưng mà với giá trị của cây này mà trên dưới 60 nghìn tiền ship thì cho dù là tính xong mọi người có cây này mà 150 vẫn giá trị nha mọi người. Trúc rất là đẹp luôn này, trúc người ta rất là đẹp. Trên này người ta có quấn nhựa da cường này, người ta quấn da cường xong người ta làm keo này, rất là tỉ mỉ nha. Rồi. 18. 18 là cái phôi cần với cái bát của cần câu lục. Phôi cần và bát của cần câu lục nha mọi người. Đây. Cần này. Thì đây, cần này thì khoan với đầu bu nó hư hết rồi, khoan với đầu bu nó cũ cũ như thế này, nó hơi bị tróc tróc sơn như thế này, nhưng mình thấy vẫn còn tốt nha mọi người, vẫn tốt này. Đọt rất cứng. Cái này về mọi người câu lục bạc bãi vô tư. Câu lục bạc bãi vô tư, nhìn nó cũ cũ như thế này thôi. Đây, da nhỡ rưa rưa như thế này, về mọi người bỏ hết đi.
bỏ hết đi. Đấy, rất đẹp. Bát vặn kim loại này, cái cần này này dài nguyên bản luôn, 3m6, thu vào 1m26, độc là 3,1 ly, cân nặng là 520g, 520g nhé. Cây này cây số số mấy được ạ? Số 18. 1870. 1870 nha mọi người. Cây này mình nói luôn là trên dưới 50.000 thì ship ấy. Cây này trên dưới 50.000 tiền ship nha mọi người, có thể 50 máy hoặc 60, 6 máy nghìn gì đấy. Đấy là mình nói thẳng luôn cho mọi người dễ biết. Đấy, đây là mọi người mua cây này thì đúng rồi, đơn hàng bên mình thì từ 200.000 trở lên mình mới ship. Mọi người mua cây này thì phải mua thêm hàng để mình kẹp vào, kẹp vào mình gói thêm cho đỡ tốn tiền ship nha mọi người. Tám, 19, 19 là còn một cây mini này. Đấy, cây mini này 1m8 đó mọi người. Khoan rồi thì còn đây nhưng mà mình cũng coi như không hết nhé. Coi như không hết cho mọi người dễ mua về ơn thay thay ơn sử dụng thì sử dụng nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng nha mọi người. Bát vặn kim loại này. Cái này dài 1m8, thu vào 46cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 18, cây này số 19. 19 50.000. 19 50.000 nha mọi người. Số 20. Rồi còn một mớ tay này mình chơi thành bó luôn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok, 9 cây này để mình giới thiệu từng cây cho mọi người luôn. 9 cây này, 9 cây này là vào số số bao nhiêu ta? Số 20 nha mọi người. 9 cây này vào số 20 để mình giới thiệu cho mọi người từng cây luôn. Cây này dài 2m4, thu vào 96cm, độc là 1,2 ly, cân nặng là 80g. Đây mình rút ra cho mọi người xem mình có lỗi lấy gì không. Đây độc ok, 3 lóng nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Này, ok. Một cây này, cái số 2 này. Số 2, cây này cây cần tay Olympic. Đấy, dài 2m4, mắt cái nắp vặn chân cần. Dài 2m4, thu vào 93cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 60g. Độc mảnh này. Độc mảnh, độc tháp mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Ok. Cây số 2, cây số 3. Số 3 cũng tiếp tục một cây Olympic. Olympic nha mọi người. Đây, cây này dài 2m, thu vào là 76cm, độc là 1,2 ly, cân nặng là 60g, 1,2 ly luôn à. À cây này là do nó bị gãy độc nha mọi người. Độc tháp nó bị gãy một đoạn. Đây, một lóng chứ cây này chắc là dài 21, 24 gì đây. Một lóng, hai lóng, cây này chắc dài 21. 3 lóng nha mọi người, 3 lóng tất cả. Ok, cây số 3. Cây số 4 là dài 2m4, thu vào 90cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 60g. Này, đọt. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Đấy. Số 4 này, số 5. Số 5 tiếp tục một cây cần. Không, cây này hình như là người ta tháo mấy cái lóng gốc ra, người ta dùng những cái lóng trên thôi nha mọi người. Chứ còn như thế này thì chắc cũng chưa nguyên vẹn một cây cần đâu, nhưng mà người ta tháo lóng gốc ra, người ta dùng ngắn thôi.
2,8 này, thu vào 1 mét, độc là 0,7 ly, cân nặng là 60 gram. Đây, độc của nó, độc mạnh nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, thì 3 lóng luôn. Đấy, số 5. Số 6, một cái cần tay Ibesu dài 2,3 ly. 2,3 nhé, thu vào 83 cm, đọc 1 ly, cân nặng 60 g. Này, đọc 1 lóng, 2 lóng 3 lóng nha mọi người, 3 lóng tất cả. Này, 3 lóng tất cả. Số 7. Số 7, cái này cũng bị mắc cái nắp vặn chân cần này, có cái nắp su trên vào đây, rồi người dán lại là được nhé. Cái này dài 2,4 m, thu vào 89 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60 g. Đấy, ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng luôn, 3 lóng nhé. Vậy này, số 8 này. Đây, cái thứ 8 trong cái số 20, cái cần này cần Olympic nha mọi người. Đây, Olympic, cần tay Olympic. Cái này thấy dài 2,5 m, thu vào 1,06 m, độc 1 ly, cân nặng là 80 g. Đây, độc của nó bị gãy một đoạn nha mọi người, đúng ra của nó dài 2,7 m á, đúng ra của nó dài 2,7 m. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 3 lóng nha, ok. Đây, tiếp theo cái số 9, cái cuối cùng trong cái loạt của số 20 đây là cần tay Olympic dài 2,7 m, thu vào 1,03 m, độ 0,9 ly, cân nặng là 100 g. Nó nặng 100 g nha mọi người. Đây, độc của nó bị gãy một tí chỗ này nha mọi người, gãy một tí thôi, nó vẫn đủ cỡ 2,7 m. 1 lóng, 2 lóng 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. Ok, chín cái này mình sẽ gom thành một cây cần số 20 nha mọi người, để mình lấy băng keo mình quấn lại. Thì 9 cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái vào một bó. Đây, bó này số 20. 20 nha mọi người. 20, 180 nghìn. 20, 180 nghìn nha mọi người. Đấy, 20, 180 nghìn. Số 21. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. 10 cây, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người cây này trước. Cây này cần tay, người ta chế thành cần ISO này, nhưng mà mình cũng coi như là cái cần tay thôi, coi như cái cần tay nha mọi người, khoan này mình không quan tâm nhé. Đấy, đọt này 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nhé. Đấy, cái này cần tay mà người ta chế thành cần ISO. Vẫn còn cái bát đây nha mọi người, bát FK FX5 nhé. Cần này dài 2,4 m, thu vào 95 cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 100 g. Đấy. Tiếp theo, cái này cái số 2. Số 2 này, cây này dài cần tay dài 3,6 m, thu vào là 1,02 m, độc là 1,4 ly, cân nặng 160 g. Đây, độc của nó 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng. Ồ, lóng thứ 5, không biết bị mắc cái gì trong này rồi, hay là bị gãy chêm gì đây nha mọi người. Đây, rồi
cái này bị lỗi như thế nha mọi người. Tiếp theo số 3, thứ 3 của cái số 21 là cây cần súp và 24. Đấy. Bát vặn này. Bát vặn nhựa nha. Khoan thì hư hết, đầu bu. Đấy. Đầu bu cũng xanh như hư luôn, một lóng, hai lóng, ba lóng. Cái cần này dài 2m35, thu vào 93cm, độc là 2 ly, cân nặng 180g. Tiếp theo số 4 là một cây cần tay Korea 3m6. Đây. Độc mảnh nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cây này dài 3m6. Thu vào 1m02, độ 0,9 ly, cân nặng là 100g. Rồi, cây số 5. Đây, cây số 5. Cây này có hai cái độc nè. Cây này thấy có cọc cái độc ở đây nữa. Đây, cái độc khá là mảnh nha mọi người. Độc tháp chỗ này về mọi người nấu chỗ này nhé. Đây. Cái độc trong này thì không biết là gãy chêm gì như thế này. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Thấy hai cái độc thì mình để nguyên hai cái độc để cho mọi người về mọi người xử. Cây này dài 3m6, thu vào 1m02, một cái độc 1 ly, một cái độc là 0,7 ly, cân nặng là 100g. Đấy. Đây là số 5, số 5 trong số 21. Số 6 là một cây cần Nixing. Cây cần này thì Ikada có biết gì đây. Đây. Ikada có biết gì đây nha mọi người. Đây, đầu hình như nó có bị gãy một tí rồi, không xin nghe nhé. Vẫn còn đây. Tốt. Bát Fuji FX5. Cần này đã dài 1m06, độc là 1 ly. Thu vào 56cm, cân nặng là 60g. Đây, tiếp theo cái cần một khúc, một khúc một ở đây. Chui gỗ như thế này đây. Khoan, ba hai khoan một đầu bu. Cái cần này dài 87cm. Độc là 2,8 ly, cân nặng là 40g. Đấy. Tiếp theo cây này. Cây này dài 1m6, thu 1m6 một đoạn nha mọi người. Độc là 1,5 ly, cân nặng là 40g. Đây. Cái khoan thì coi như hư ôi mẻ luôn rồi, không một trò luôn mọi người, tính luôn đây. Đây, tính rồi đó. Bị mẻ chỗ này nha mọi người. Này. Học cây này nó bị mẻ rồi. Nứt rồi. Tiếp theo là một cây cần súp 2m7 nhé. Súp 2m7, bát nhựa vặn này. Đấy, đọt đây. Ok, khoan thì hư hết nha mọi người. Đọt khá là cứng nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy. Ba lóng, ba màu. Cần này hiện tại dài 2m7 này. Thu vào là 98cm. Đọt là 2,6 ly, cân nặng 180g. Cây này đây. Dài 3m, cần súp nhé. Dài 3m. Thôi dịch không, cây này bỏ qua đi mọi người. Cây này nó bị gãy rồi. Này, nó bị gãy ở cái lóng thứ hai. Nó bị gãy ở cái lóng thứ hai rồi. Cây này bỏ qua nha mọi người. Chứ cây này bỏ vào mà gói hàng cho mọi người thì nó cũng tốn tiền lắm. Đây, như cái cây này bỏ vô thì tốn hết gần một cái ống rồi. Đấy, mình bỏ qua luôn nhé, bỏ qua luôn. Đấy, ai có lái cây này thì lái nhé. Đấy, có lái này, bát Fuji F7 lái thì ráng chịu tiền ship nhé. Chứ còn cây này thì thực ra mình không muốn bỏ vào. Đấy, mình cứ vẫn cứ để vào đây. Nhưng mà, mình vẫn cứ để vào đấy, không tính. Nhưng mà sợ là tiền ship nó cao lên mọi người thôi. Để mình án thử cây này.
nguyên một bó này, một bó này mà mình gói á, một bó này gói vào thì tiền ship khoảng cỡ trên dưới 60.000 nha mọi người. Một bó này này tiền ship khoảng trên dưới 60.000, có thể là lên tới 70.000 chứ không phải đùa đâu. Đấy, bó này nha, bó này ok. Riêng bó này mình bán với giá, bó này là số 21, hai mươi mốt 120.000, 120.000 nha mọi người. Ok rồi, số 21 cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp, gọi điện trực tiếp mình với chốt hàng nha mọi người, gọi điện trực tiếp số điện thoại 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình với ship code riêng hai cái số 20 và số số 20 và số 21 thì đây 20 với 21 thì mọi người mua thì mình ship luôn đấy, tại vì dù sao nó bó nó cũng to rồi, kệ đại đi, coi như là hỗ trợ mọi người vui vẻ nhé. Mọi người trước khi nhận hàng thì vui lòng kiểm tra giúp mình xem thử có đúng hàng như trên video hay không nha mọi người, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không. Đấy, có gì thì báo cho bên mình ngay để hỗ trợ giải quyết trước khi nhận hàng. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không kiểm tra hàng xong rồi cứ nhận bừa xong rồi mới báo cho mình bị này bị kia, là lúc đấy mình sẽ không giải quyết nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.